Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top 10 Huyền Bí. Cho mình hỏi, cảm giác của bạn sẽ ra sao khi bạn đi ăn ở một quán ăn xung quanh toàn là mộ? Hay đang ăn thì có động đất, rơi luôn cái nết thì phải như nào? Rồi nhà hàng trước đủ, sau thiếu vải thì có phải vô văn hóa không? Và cả nhà hàng bikini nữa. Ngay bây giờ, hãy cùng với Top 10 Huyền Bí khám phá 10 nhà hàng quán ăn kỳ quặc nhất thế giới qua video của ngày hôm nay. Quán cà phê động đất. Các bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu một trận động đất mạnh tới 7,8 độ Richter bất chợt xảy ra đúng lúc bạn đang ăn uống trong nhà? Chắc hẳn bạn sẽ chẳng do dự mà bỏ thức ăn, bỏ của chạy lấy người phải không? Di chuyển thật nhanh để bảo vệ mạng sống của mình. Với mong muốn kiếp nạn ấy trở thành trải nghiệm đối với nhiều người, thì một quán cà phê ở vùng Loret de Mar của Tây Ban Nha lại chọn động đất làm hình thức để thu hút khách hàng tới dùng đồ uống. Nhìn từ bên ngoài thì Disaster Cafe trông hết sức bình thường như đường nông thôn thôi và chẳng hề có bất kỳ cảnh báo trước nào dành cho mọi người. Bạn sẽ nhận ra quán cà phê này ngay từ bên ngoài với một chiếc đĩa bay trên biển hiệu. Thứ kỳ cục kẹo đầu tiên xuất hiện trước mắt bạn sẽ là đội mũ nhân viên với đồng phục ngầu thì thôi nhá. Nào là đội mũ bảo hiểm cùng các phương tiện bảo hộ khác để mang đồ ăn tới. Bỗng dưng, vì một lý do nào đó, bạn chợt nhận ra các món ăn trở nên nặng hơn so với bình thường và động đất bất ngờ xảy ra. Điểm thú vị ở Disaster Cafe đó là các trận động đất ở đây xảy ra hết sức ngẫu nhiên mà không hề được báo trước. Với cường độ lên tới 7,8 độ Richter, mọi thứ như bị đảo lộn hết cả lên. Các cô nàng bánh bèo, trái tim yếu đuối bắt đầu la hét, bàn ghế và căn phòng dần chuyển động, trong khi bạn chỉ có thể chờ đợi và cầu nguyện cho thảm họa tự nhiên nhưng không tự nhiên mà có này chóng qua đi. Và chắc chắn, không giống như thực tế, chưa hề có bất kỳ một vụ tai nạn gây thương tích nghiêm trọng nào từng xảy ra ở đây. Các đĩa thức ăn luôn được làm có khối lượng nặng hơn bình thường để tránh làm vương vãi thức ăn ra ngoài khi xảy ra động đất. Tiếp theo chính là nhà hàng Bikini. Nhìn xa cứ thấy mờ mờ, nhìn gần mới biết là mờ ê mê. Đấy chính là cảm xúc của anh trai mình khi nhìn thấy nhà hàng Bikini này. Một nhà hàng hải sản ở Trung Quốc đã tung chiêu thu hút khách hàng bằng cách sử dụng dàn nhân viên phục vụ mặc bikini nóng bỏng, khiến anh nào anh đấy mê chữ ê kéo dài luôn. Mình thấy một số anh còn há hốc miệng ra cơ. Để mà nói về nhà hàng Bikini thì nó cũng không phải là hiếm đâu các anh em ạ. Vẫn là ở Trung Quốc, nhà hàng thịt nướng có tên là Sói Gặp Cừu ở thành phố Hải Cẩu, tỉnh Hải Nam phất lên như diều gặp gió khi có đội ngũ nhân viên mặc bikini để nướng thịt cho khách. Cơ mà chính quyền thành phố đã ra quyết định đóng cửa rồi vì họ cho rằng ăn mặc như thế mà phục vụ là ảnh hưởng đến giá trị xã hội. Không kém phần long trọng là một nhà hàng ở quận Songshan, Đài Bắc, Đài Loan đã quyết định thuê 5 nhân viên mặc bikini phục vụ và tương tác với khách hàng trong ngày khai trương, làm cho ngày khai trương đã nhộn nhịp nay càng đông vui hơn. Khỏi cần nói thì các anh em là người hưởng ứng nhiệt liệt nhất. Có người bảo ăn lẩu phải thế, anh nào cứ đưa vợ đi ăn cùng thì cứ cẩn thận đấy. Xung quanh ta toàn là mộ ê, đó là số phận bạn phải chấp nhận nếu muốn được thưởng thức món ăn trong nhà hàng New Lucky sau đây. Nhà hàng nghĩa địa được xây dựng ở giữa nghĩa trang Hồi giáo cũ ở Ahmedabad, Ấn Độ. Nhà hàng này có thiết kế bài trí gây sốc tận óc luôn. Bạn sẽ ngồi ăn ở giữa những bia mộ đan xen giữa các bàn ăn. Mình nghĩ nếu nhà hàng này mà có món mì lạnh thì cũng chẳng cần phải bỏ thêm đá vào nước dùng đâu, vì thực khách ở đây họ đủ lạnh rồi. Người chủ nhà hàng theo hệ tâm linh lựa chọn bảo tồn lưu giữ lại những bia mộ cổ thay vì gỡ bỏ chúng đi. Vào mỗi buổi sáng, những người phục vụ ở đây sẽ dành thời gian để lau những bia mộ và trang trí chúng với những bông hoa tươi. Họ có tâm sự kinh doanh rằng, chúng tôi bắt đầu một ngày mới bằng việc dành sự tôn kính cho những bia mộ. Tưởng nhớ những người quá cố là điều vô cùng quan trọng. Đây chắc hẳn là một bầu không khí ăn uống thú vị và kỳ lạ và sẽ không dành cho những người yếu bóng vía. Và đặc biệt, đồ ăn ở đây cũng được mọi người yêu thích lắm đó. Nếu cho mình 10 triệu rồi bảo mình vào nhà hàng này rồi trải nghiệm á, thì mình chẳng dám đi đâu. 20 triệu thì được. Tiếp theo là nhà hàng chửi. Đây là một nhà hàng vô cùng kỳ quặc ở một đất nước văn minh như là Mỹ. Kỳ quặc như thế nào thì mời các bạn nhấn like rồi xem tiếp video nhé. Ở Việt Nam chúng ta thì có bún chửi, thì bên đất nước rộng lớn Hoa Kỳ cũng có nhà hàng chửi. Nếu muốn ăn mà không mập thì hãy ăn chửi. Đến với nhà hàng này, bạn sẽ bị ăn chửi.
tất nhiên là một cách cố ý trước khi thưởng thức các món ăn. Nguyên tắc của nhà hàng là khi thực khách tới, nhân viên không được mời chào một cách lịch sự mà phải chửi khách. Kể cả khi khách đang gọi món ăn thì phải chửi sấp mặt mới chịu cơ. Điều này khiến không ít thực khách chưa biết đặc điểm ngớ ngẩn của Douglas Resort tức giận và rời khỏi nhà hàng ngay khi vừa bước chân tới. Tuy nhiên, nhiều người lại tỏ ra thích thú với kiểu phục vụ này và nhanh chóng trở thành khách ruột của nhà hàng. Bạn sẽ có một cảm giác khá hay ho khi bước vào nhà hàng sang trọng mà ở đó, nhân viên và khách hàng vô tư chửi bới lẫn nhau mà những thực khách vẫn vô cùng ngon miệng, tấm bất biến giữa dòng đời vạn biến luôn. Hết ăn chửi, lại đến ăn tát. Ai mà hở tí là đòi chữa lành thì đến luôn nhà hàng số 4 là hợp lắm đây này. That is good service. Nhà hàng ăn tát cũng là bỏ tiền ra ăn mà cái trường hợp này nó lạ lắm. Tôi Mời Huyền Bí xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn và các vị nhà hàng Sachihokoya Izakaya ở tỉnh Nagoya, Nhật Bản. Phục vụ đồ ăn nhẹ kèm theo là những cái tát nồng nhiệt từ các nhân viên nữ. Thay vì dùng một bữa ăn bình thường, các thực khách tới đây sẽ phải trả cho nhân viên phục vụ một khoản phí khoảng 300 yên, tức là rơi vào gần 50.000 đồng để được ăn tát trước khi ăn món chính. Để thưởng thức trọn vẹn món ăn nhẹ này thì bạn có thể ngồi trên một chiếc ghế hoặc là đứng thẳng cũng được. Sau đó, nữ nhân viên mặc đồng phục của nhà hàng sẽ thực hiện một hoặc vài cú tát vào mặt khách hàng, tùy theo sự chịu đựng của bạn. Bạn có hai lựa chọn, một là sẽ được ăn tát nhiều lần vào một bên má cho đến khi đỏ ửng, hoặc được nhiều nhân viên tát cùng một lúc. Thậm sở chí, có cả khách hàng chấp nhận trả tiền để các nữ nhân viên xếp hàng và lần lượt thực hiện công việc tát khách. Tầm này chắc mình đến đây là hợp, lương 5 triệu mà suốt ngày đòi chữa lành, phải đến đây bị tát để cho tỉnh ra. Thực ra thì ban đầu, việc tát vào mặt khách hàng chỉ được thực hiện bởi một nhân viên Izakaya duy nhất. Nhưng khi nhu cầu ăn tát tăng lên, chủ của nó đã thuê thêm nhân viên với giá 16.000 đồng cho mỗi lần tát. Xuất phát từ việc thua lỗ trong kinh doanh, chủ nhà hàng đã động não và tìm ra ý tưởng độc lạ Nhật Bản này để thu hút khách hàng và nó đã thực sự hiệu quả. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2023, quán bar này đã thông báo tạm dừng dịch vụ cho khách hàng ăn tát, không hiểu vì lý do gì. Nhà hàng nóng bỏng nhất thế giới. Đừng để bạn trai của mình đặt chân đến nhà hàng này bởi vì ở đây có những thứ còn nóng hơn cả thời tiết mùa hè ở Sài Gòn cơ. Thực khách khi đến đây không chỉ được thưởng thức món ăn bằng miệng mà còn bằng mắt nữa đấy. Những cô nàng phục vụ nóng bỏng cả mắt với bộ trang phục trước đủ sau thiếu vải trầm trọng. Lần đầu xem qua thì có thể bạn đã đánh cái giá về sự mất văn hóa của nhà hàng này đúng không? Nhưng thực chất đây chỉ là chồn chồn nước ngoài thôi. Những cô gái sexy này chỉ là mồi dụ để một chương trình quay lại reaction của những chàng trai khi thấy cảnh hơi nóng trước mắt thôi. Và chẳng có nhà hàng nào được hoạt động lâu dài bằng hình thức phục vụ này đâu. Ví dụ như nhà hàng khỏa thân đầu tiên ở Paris, On Naturel, buộc phải đóng cửa sau 15 tháng hoạt động vì ế khách. Thực khách tới đây sẽ để quần áo, điện thoại ở bên ngoài, rồi mặc áo choàng mỏng và đi dép vào phòng ăn. Nếu muốn, họ có thể không mặc gì. Dĩ nhiên thiết bị ghi hình là bị cấm tiệt, nên ông nào định làm cameraman bất tử thì cứ liệu liệu đấy. Nếu bạn ăn 3 món thì hết tầm 1,5 triệu. Nhân viên của nhà hàng thì phải ăn mặc đầy đủ để đảm bảo vệ sinh. Và bạn cũng yên tâm vì sau mỗi lượt khách là họ sẽ thay bọc ghế liền. Cơ mà nhà hàng đóng cửa mất rồi. Vào nhà hàng trên này đã ngại chết đi được rồi, mà đến nhà hàng tiếp theo cũng không kém phần long trọng. Nhà hàng cổ quý ở Bắc Kinh. Đây là nhà hàng đầu tiên trên thế giới chuyên phục vụ các món pín hay gọi dân dã là dương vật của các loài động vật. Các bạn không phải ngại, vì đến nhà hàng này mà ngại là hại bao tử đấy. Thực đơn của nhà hàng có hơn 30 món gồm pín các loài nai, bò Tây Tạng, ngựa, hải cẩu này, rắn này, vân vân và mây mây các con vật khác với giá tương đương từ 60.000 đến 30 triệu đồng. Theo y học Trung Hoa, ăn pín sẽ giúp cải thiện khả năng làm chuyện ấy của đàn ông. Các cô hầu bàn trẻ đẹp tại đây có nhiệm vụ quan trọng nhất là giải thích các món ăn cho thực khách. Các món ăn tại nhà hàng Gulio Juang còn được chế biến cầu kỳ, lạ mắt và đặt tên nghe rất chi là kêu. Chẳng hạn như món Phụng Hoàng Thăng Thiên hay
hoa nhài ngàn cánh. Với cánh hoa nhài là những lát pín lửa thái mỏng. Bên cạnh các món pín, nhà hàng Dương Vật còn có những món ăn khủng khiếp như là bào thai cừu, rượu ngâm trái tim, pín và máu nai. Không chỉ đàn ông mà phụ nữ Bắc Kinh cũng thích đến nhà hàng này vì nghe nói ăn pín rất tốt cho da. Tuy vậy, nhà hàng Guo Li Zhuang cũng bị nhiều người lên án vì những món ăn khủng khiếp thể hiện sự tàn ác đối với động vật. Bạn nghĩ sao về nhà hàng độc lạ Trung Quốc này? Hãy để lại chữ đồng tình hoặc phản đối dưới phần bình luận nhé! Nhà hàng Heart Attack Grill. Nhà hàng này không phải là nơi để chữa lành, nhà hàng này chỉ chữa rách những vết thương đã lành. Ôi trời ơi! Ghé thăm nhà hàng ở Las Vegas, Nevada, bạn sẽ gặp rủi ro với sức khỏe của mình khi bước vào đây. Có thể nói điều này với sự chắc chắn nhất định bởi thực tế đã có 2 người bỏ mạng vì cơn đau tim tại nhà hàng này. Trái ngược với phần lớn các nhà hàng quảng cáo đồ ăn ngon, ít calo, ít chất béo, tốt cho sức khỏe, thì nhà hàng này lại quảng cáo rầm rộ lượng calo trong mỗi món ăn của mình kèm theo khẩu hiệu "Đừng đến ăn ở Heart Attack Green nếu bạn chưa muốn chết". Nó có thể dễ dàng lý giải rằng tại sao khi món ăn signature ở đây lại là món hamburger gần 10.000 calo và nặng khoảng hơn 1,3 kg. Nhà hàng này theo chủ đề bệnh viện, nữ hầu bàn chính là y tá và bồi bàn là bác sĩ. Nhận đơn đặt hàng là đơn thuốc từ khách hàng coi như bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân mặc áo choàng bệnh viện và băng cổ tay trước khi đặt hàng. Không dừng lại ở đó, các biển quảng cáo hay menu trong nhà hàng đều ghi chú rõ thành phần đường, chất béo, tinh bột và tính tổng lượng calo cụ thể. Những khách hàng nặng trên 158 kg sẽ được ăn miễn phí. Bạn đang nghĩ dường như đây là một cách quảng cáo ngớ ngẩn khiến thực khách chạy xa vì chẳng ai muốn vừa ăn vừa tính đến lượng calo mình nạp vào ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào. Thế nhưng, chiêu quảng cáo ấn tượng này lại khiến thực khách khắp nơi kéo đến rất đông. Bởi lẽ họ thích thú với sự trung thực của Heart Attack Green. Việc biết rõ lượng dinh dưỡng trong món ăn giúp họ dễ dàng lựa chọn hơn, đặc biệt với những người ăn kiêng. Nhà hàng phục vụ bằng mô hình tàu hỏa là một nhà hàng mà lại bê luôn cái đường ray xe lửa vào trong để du khách có thể vừa thưởng thức ẩm thực vừa ngắm tàu hỏa chạy xung quanh. Nghe có ảo ma Canada không cơ chứ? Mình không nói nhầm mà các bạn cũng chẳng nghe lầm đâu. Đấy chính là nhà hàng Vitona ở Cộng hòa Séc, với tuyến đường sắt tí hon dài 400m này vận chuyển thức ăn đồ uống. Chuyến tàu không người chỉ có thức ăn này có thể chạy qua tất cả các khu vực mà khách hàng ngồi. Việc của bạn là cứ ngồi im, thức ăn sẽ tới. Chủ sở hữu của chiếc nhà hàng xịn sò độc lạ này là một người rất đam mê đường sắt truyền thống và đã phát triển hệ thống tàu hỏa thu nhỏ này trong nhiều năm. Khi order món gì, bạn chỉ việc ngồi chờ, sẽ có xe lửa đến và ship đồ ăn cho bạn. Vitona nằm trong tòa nhà có cửa sổ lớn nhìn ra quảng trường Wenceslas. Chính vì nằm ngay trung tâm Prague nên nhà hàng này nổi tiếng khắp cả nước. Muốn đến đây trải nghiệm, bạn phải đặt bàn trước. Ở Việt Nam chúng ta cũng đã có rất nhiều người mang mô hình này về để kinh doanh, ví dụ như là tàu lửa quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu xem phim quá 180 phút mà các bạn vẫn muốn trải nghiệm cảm giác như một điệp viên thực thụ thì nhà hàng tiếp theo đây chính là nhà hàng dành cho bạn. Nhà hàng điệp viên. Nhà hàng Safe House nằm trong một con hẻm nhỏ và tối tăm. Muốn vào nơi đây thì cũng không phải là điều dễ dàng, bạn cần phải có mật khẩu. Vậy mật khẩu đó ở đâu? Điều này bạn chỉ có thể tự mày mò tìm kiếm trong trang web của nhà hàng mà thôi. Mọi vật dụng của nhà hàng, từ cánh cửa, menu, bàn ghế đến đèn chiếu sáng đều mang gam màu tối. Những bức tường di chuyển, căn phòng bí mật, tên món ăn đã được mã hóa khiến bạn có cảm giác như là mình đang thực sự trở thành một điệp viên bí mật vậy. Có thể bạn sẽ không bao giờ khám phá ra những lối đi bí mật này vì nhân viên trong nhà hàng cực kỳ kín tiếng và mọi hoạt động dường như đều được bảo mật kỹ càng. Chính sự bí ẩn nơi đây là điểm thu hút rất nhiều thực khách đến với nhà hàng Safe House. Và nếu cảm thấy không gian quá ngột ngạt, bí hiểm thì bạn cũng đừng lo. Bạn có thể thư giãn tại quầy bar với những đồ uống với chủ đề Chamber Martini. Nhà hàng Ninja, New York. Nơi đây là một địa điểm tuyệt vời để bạn dẫn gia đình và bạn bè. Những người có mong muốn trở thành ninja một ngày nào đó, chứ ninja lead, ninja version như ở Việt Nam. Tọa lạc tại New York, bạn sẽ tìm thấy nhà hàng Nhật Bản sang trọng này ở khu dân cư Tribeca.
Những người trong trang phục ninja sẽ trực tiếp hỗ trợ bạn gọi món và họ thực sự trông lén lút, vụng trộm như những ninja các bạn thấy trên TV. Họ chuẩn bị đồ ăn, những món ăn như là thịt và sushi trên ngọn lửa lớn và giữa các lần bạn thưởng thức đồ ăn, ninja sẽ biểu diễn cho bạn những chiêu ma thuật hoặc các màn trình diễn với dao. Tuy đây là một trong những nhà hàng thú vị nhưng nhận được nhiều ý kiến trái chiều với giá cả đắt đỏ và chất lượng đồ ăn không thực sự tương xứng. Nhà hàng đã đóng cửa đột ngột sau 15 năm hoạt động với thông báo trên website rằng nhà hàng này có vấn đề với hợp đồng thuê nhà. Thế nên chúng ta cùng di chuyển đến một nhà hàng không kém phần kỳ quái nhé. Đó chính là nhà hàng bao cao su. Khuyến mãi cực khủng, tặng dụng cụ giúp cuộc vui không để lại hậu quả. Hay nói thẳng ra là ba con sói khi các bạn đi ăn ở nhà hàng này. Cabbage and Condom là một nhà hàng nằm trong khu thương mại sầm uất nhất ở thủ đô Bangkok, là một trong những điểm đến yêu thích của một người dân bản địa và những du khách nước ngoài. Ngay từ cái tên của nhà hàng này đã hé lộ điểm đặc biệt, lý giải tại sao nhiều người tỏ ra khoái khoái khi tới đây đến thế. Có thể thấy bao cao su xuất hiện dày đặc trên chỗ trang trí ở nhà hàng và chúng được thiết kế vô cùng sáng tạo. Những chiếc váy trên người những con mannequin, những chiếc đèn, những chuỗi treo đèn đều được làm từ bao cao su. Sau bữa tối, bạn sẽ nhận được bao cao su miễn phí. Món quà bất ngờ này có thể khiến bất cứ thực khách nào đến đây có chút ngỡ ngàng. Vậy thì chúng ta hãy đặt câu hỏi, tại sao nhà hàng này lại đặc biệt dành tặng bao cao su cho du khách? Theo như Top 10 Huyền Bí biết được, thì dường như người chủ nhà hàng này ủng hộ cho chính sách kế hoạch hóa và sử dụng nhà hàng như một phương thức quảng bá cho các hoạt động tích cực đó. Họ muốn để thực khách biết rằng đồ ăn của họ tăng cường sức khỏe và có thể gây hưng phấn, gia tăng chuyện chăn gối. Thậm chí, khi ra về, mỗi thực khách sẽ được sở hữu một chiếc áo phông in slogan độc và lạ như sau. Thức ăn của chúng tôi đảm bảo sẽ không làm các bạn mang thai. Món ăn của nhà hàng cũng được đặt tên vô cùng kỳ quái, có thể làm giật mình những khách hàng lần đầu đặt chân tới đây. Và video của ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video tới giây phút này. Đừng quên cho Top 10 Huyền Bí một like và một nút subscribe nhé. Sau khi xem xong video thì bạn muốn đi tới nhà hàng nào để trải nghiệm nhất? Hãy để lại một cái tên dưới phần bình luận để chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video thú vị tiếp theo. Bye bye!